Chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc của mình ngày hôm nay nhé. Rồi là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Mỹ nói Ukraine dùng đạn chùm hiệu quả. Nhà Trắng xác nhận Ukraine đang sử dụng đạn chùm Mỹ cung cấp và phản hồi ban đầu cho thấy chúng phát huy hiệu quả với phòng tuyến Nga. Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi ban đầu từ Ukraine. Họ đang sử dụng đạn chùm một cách phù hợp và khá hiệu quả. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói trong một cuộc họp báo ngày 20 tháng 7. Chúng thật sự tác động đến phòng tuyến cũng như hoạt động phòng thủ của Nga. Bình luận của ông Kirby được đưa ra sau khi một quan chức Ukraine giấu tên xác nhận với Washington Post rằng lực lượng Ukraine đã bắt đầu khai hỏa đạn chùm vào các chiến hào dọc phòng tuyến Nga đang cản trở chiến dịch phản công của Kiev. Khi được hỏi Ukraine bắt đầu sử dụng đạn chùm khi nào, Kirby cho biết ông đón vào khoảng tuần trước. Ông cũng đề cập các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga mà chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố ngày 20 tháng 7, nói rằng chúng đang và sẽ tiếp tục là công cụ hiệu quả trong tương lai. Một đợt hỗ trợ khác cho Ukraine sẽ được công bố trong những ngày tới, bởi chúng tôi thực sự đang cố nắm bắt thông tin về những gì diễn ra trên chiến trường và những gì họ cần, Kirby nói thêm. Ngoài các vị trí tiền tuyến ở đông nam Ukraine, đạn chùm cũng dự kiến được quân đội Ukraine sử dụng ở mặt trận gần thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk mà Nga đang kiểm soát. Phòng tuyến của Nga ở đông và nam Ukraine được củng cố bởi bãi mìn dày đặc. Lực lượng phòng thủ Nga đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine bắt đầu từ khoảng một tháng trước. Đạn chùm hiệu quả khi được sử dụng để chống lại bộ binh trong chiến hào và lô cốt, vì hàng trăm quả đạn còn có thể phát nổ trên diện tích lớn mỗi lần khai hỏa. Đầu tuần này, đại tá Olesa Bakulin, chỉ huy lữ đoàn 57 của Ukraine nói rằng đạn chùm là cần thiết để gây thiệt hại tối đa cho bộ binh đối phương, dù chúng sẽ không giải quyết mọi vấn đề của chúng tôi trên chiến trường. Quân đội Ukraine hôm 13 tháng 7 nói rằng đã nhận được đạn chùm do Mỹ viện trợ. Tổng thống Biden gọi đây là quyết định rất khó khăn, song nhấn mạnh Ukraine cần thêm đạn dược để bổ sung vào kho dự trữ đã cạn kiệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 7 tuyên bố Nga có đủ các loại đạn chùm trong kho dự trữ và nếu Ukraine dùng loại vũ khí này chống lại chúng tôi, Nga bảo lưu quyền đáp trả tương ứng. Hiện chưa rõ Nga đã sử dụng đạn chùm để phản ứng với động thái của Ukraine hay chưa. Hơn 100 quốc gia đã ký công ước về bom, đạn chùm CCM, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao loại vũ khí này. Mỹ, Nga và Ukraine không ký kết CCM. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ để hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn tháo hoặc lắp kép nổ mảnh thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không cứ bảnh đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Phương Tây chuyển hướng từ cung cấp sang sửa vũ khí cho Ukraine. Mỹ và đồng minh chuyển trọng tâm hỗ trợ Ukraine từ viện trợ lớn vũ khí sang nỗ lực bảo trì, sửa chữa chúng. Chúng tôi đang thiết lập các trung tâm sửa chữa ở châu Âu, cũng như dịch tài liệu huấn luyện và vận hành sang tiếng Ukraine. Khối lượng công việc rất lớn, nên các quốc gia đối tác sẽ tập trung vào vấn đề này. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm và duy trì khí tài William Lante cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 20 tháng 7. Washington và các đồng minh từ lâu đã bày tỏ lo ngại về nỗ lực đảm bảo hoạt động cho lượng lớn khí tài viện trợ cho Kiev trước khi quân đội Ukraine tiến hành chiến dịch phản công lớn hồi đầu tháng 6. Yêu cầu này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh lực lượng Ukraine hứng chịu hàng loạt thiệt hại về khí tài khi tấn công vào phòng tuyến kiên cố của Nga. Duy trì khả năng vận hành cho lượng vũ khí trị giá hàng tỷ USD của Ukraine là một trong những nhiệm vụ chính của nhóm làm việc gần 22 quốc gia do Mỹ, Anh và Ba Lan dẫn đầu, trong đó Thứ trưởng Blapan là người phụ trách điều hành. Chúng tôi thường xuyên đối thoại với những người đồng cấp Ukraine. Liên minh đang theo dõi tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu của từng loại hệ thống vũ khí gần như theo thời gian thực, ông nói. Nhóm làm việc đã xây dựng hệ thống cung cấp hậu cần, theo dõi hơn 4.000 dây chuyền cung cấp phụ tùng có nhu cầu cao trên chiến trường.
Danh sách khí tài viện trợ của Ukraine trong 17 tháng chiến sự ngày càng dài thêm, với hàng loạt xe tăng Đức, lựu pháo và pháo tự hành Mỹ, hệ thống phòng không Italia, phương tiện cơ giới Anh, Ba Lan, Canada và Pháp. Tỷ lệ khí tài sẵn sàng chiến đấu luôn là vấn đề lớn của Ukraine từ khi xung đột bùng phát. Quân đội Nga có kho dự trữ khổng lồ, có thể nhanh chóng huy động cho chiến trường. Ngược lại, Kiev chỉ có những kho chứa giới hạn với hàng khí tài hàng chục năm tuổi, trong đó nhiều vũ khí phải chuyển tới Ba Lan và Cộng hòa Séc để đại tu trước khi trở lại Ukraine. Quân đội Ukraine cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại với những khí tài được phương Tây viện trợ, phần lớn được rút từ kho dự trữ của Mỹ và đồng minh, đòi hỏi phải bảo dưỡng và sửa chữa phức tạp trước khi đưa vào vận hành. Tin kế tiếp, Hàn Quốc cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân. Hàn Quốc nói Triều Tiên sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu dùng vũ khí hạt nhân sau khi Bình Nhưỡng dọa đáp trả Washington đưa tàu ngầm đến bán đảo. Trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ Hàn, họ sẽ lập tức đối mặt sự đáp trả kiên quyết, áp đảo và tức thì từ liên minh. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm nay thêm rằng hành động đó sẽ dẫn đến sự kết thúc của Triều Tiên. Cảnh báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kan Sung-nam ngày 20 tháng 7 nói việc Mỹ triển khai tàu ngầm chiến lược tới Hàn Quốc có thể đáp ứng điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Kan cũng cáo buộc Mỹ leo thang căng thẳng trong khu vực. Tàu ngầm chiến lược USS Kentucky của Mỹ hồi đầu tuần đã cập cảng thành phố Busan, phía nam Hàn Quốc. Đây là tàu ngầm có khả năng triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân SSBN lớp Ohio. Mỹ thường giữ bí mật tối đa điểm đến của tàu ngầm hạt nhân chiến lược và chỉ công khai cảng chúng ghé thăm khi muốn phát thông điệp răn đe. Lần gần nhất Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc là vào năm 1981. Hàn Quốc cho biết việc nhóm tham vấn hạt nhân Mỹ-Hàn họp lần đầu trong tuần và tàu ngầm SSBN được triển khai là các biện pháp phòng vệ chính đáng trước những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Hàn Quốc cũng bác bỏ cáo buộc của Triều Tiên cho rằng liên minh Washington-Seoul tạo ra mối đe dọa đến nước này. Căng thẳng giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy liên minh này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ mang tính phòng vệ. Bà Kim Jong-chon, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 14 tháng 7, cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt những điều bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Bà cũng tuyên bố Triều Tiên xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Bản tin thứ tư, Nga diễn tập phóng tên lửa phong tỏa Biển Đen. Tàu chiến Nga diễn tập bắn đạn thật, thực hành nội dung phong tỏa các khu vực ở Biển Đen sau khi chấm dứt sáng kiến ngũ cốc. Thủ đoàn tàu chiến Ivanovet đã thực hành phóng tên lửa hành trình diệt hạm nhằm vào tàu mục tiêu trên thao trường ở Tây Bắc Biển Đen. Dữ liệu theo dõi và hình ảnh từ máy bay không người lái UAV cho thấy mục tiêu bị phá hủy, xác nhận kết quả thành công của đợt diễn tập. Bộ phòng Nga đã thông cáo cho biết hôm nay, các tàu chiến và không quân hải quân thuộc hạm đội Biển Đen cũng thực hành nội dung phong tỏa khu vực cấm đi lại trong khu vực, đồng thời diễn tập những biện pháp bắt tàu thuyền vi phạm. Cuộc diễn tập được tổ chức vài ngày sau khi Nga dừng gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vì cho rằng những điều khoản liên quan tới quyền lợi nước này không được thực hiện. Moscow cho biết vẫn có thể xem xét quay lại thỏa thuận nếu thấy kết quả cụ thể thay vì những lời hứa hẹn. Bộ phòng Nga hôm 20 tháng 7 tuyên bố mọi tàu hướng đến cảng Ukraine giáp Biển Đen sẽ bị coi là phương tiện vận chuyển hàng quân sự. Cảnh báo những quốc gia sở hữu tàu cũng sẽ bị coi là bên tham gia chiến sự Ukraine và ủng hộ Kiev. Hàng loạt khu vực ở vùng biển quốc tế tại Tây Bắc và Đông Nam Biển Đen hiện là nơi nguy hiểm cho hoạt động đi lại của tàu bè, quân đội Nga cho hay. Ukraine một ngày sau cũng áp dụng động thái tương tự khi coi tất cả tàu đến cảng Nga kiểm soát dọc Biển Đen là phương tiện có khả năng chở hàng quân sự. Sáng kiến ngũ cốc được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán vào tháng 7 năm 2022, cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển. Đổi lại, phương Tây loại bỏ rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga.
Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Dunston ngày 20 tháng 7 khẳng định Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình Biển Đen, cho rằng Nga có thể mở các đợt tập kích vào Ukraine và nhằm vào cả tàu vận tải dân sự trong khu vực. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov sau đó bác bỏ cáo buộc của Washington. Nỗ lực quy kết Nga đang chuẩn bị một số cuộc tấn công nhằm vào tàu dân sự là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi coi tuyên bố từ Mỹ là nỗ lực để ngụy trang bằng mọi giá những hoạt động của chính họ nhằm phá hoại việc thực thi các thỏa thuận liên quan, ông nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay như thế nào, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ukraine nêu lý do không thể đánh chặn tên lửa Nga. Tên lửa thiêu xanh Onyx được Nga dùng tập kích Odessa có tốc độ cao và khả năng bay bám biển, khiến quân đội Ukraine không thể đánh chặn. Ukraine hôm 20 tháng 7 tuyên bố bắn rơi 18 trong tổng số 38 vũ khí của Nga tập kích trước các tỉnh miền nam nước này, gồm tên lửa hành trình Kalib, Ikaderka và 13 máy bay không người lái UAV tự sát. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không chặn được mục tiêu nào trong 7 tên lửa diệt hạm siêu thanh B-800 Onyx và 4 quả đạn KH-22 được Moscow sử dụng trong đòn tấn công. Một ngày trước đó, lực lượng phòng không Ukraine cũng để lọt 6 quả đạn Onyx và 8 tên lửa KH-22 trong lần tập kích nhằm vào tỉnh Odessa ở miền Nam. Onyx có tốc độ gấp 2,6 lần âm thanh, tương đương 3.200 km/h. Các quả đạn thường bay ở độ cao lớn trong suốt hành trình để tiết kiệm nhiên liệu. Khi tiếp cận mục tiêu, nó sẽ hạ độ cao chỉ còn 10-15 mét so với mặt biển. Điều này khiến hệ thống phòng không rất khó phát hiện và tiêu diệt Onyx. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói trong cuộc họp báo sau đó. Đại tá Inat thừa nhận các hệ thống phòng không trong biên chế Ukraine hiện nay gần như không thể đánh chặn tên lửa Onyx. Chúng tôi chỉ có thể tác động đến chúng bằng biện pháp tác chiến điện tử. Đó là lý do một số tên lửa không đến được mục tiêu, ông nói. Quan chức không quân Ukraine cũng cho rằng nước này cần củng cố lưới phòng không ở các tỉnh miền Nam bằng cách triển khai những tổ hợp tên lửa hiện đại của phương Tây như Patriot và Sambe-City. Nga từng nhiều lần tuyên bố triển khai hệ thống tên lửa bờ Baston Bee để khai quả tên lửa Onyx tấn công những mục tiêu có giá trị cao của Ukraine. Các đoàn tập kích bằng tên lửa Onyx dường như được tiến hành từ trận địa Baston Bee trên bán đảo Crimea. Mỗi tổ hợp Baston Bee gồm nhiều xe chở đạn kim bệ phóng đặt trên khung gầm bánh lốp, mỗi xe mang được 2 quả Onyx. Tên lửa siêu thanh Onyx có tầm bắn từ 600 đến 800 km, sử dụng đầu đạn nổ mạnh nặng 250 kg. Mẫu B-800 nguyên bản được thiết kế để tiêu diệt tàu sân bay và chiến hạm cỡ lớn, nhưng quân đội Nga bắt đầu dùng vũ khí này để tập kích mục tiêu mặt đất khi tấn công khiến quân Syria hồi cuối năm 2016. B-800 được lắp hệ thống dẫn đường quán tính và kích hoạt đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối để lao đến mục tiêu. Trong nhiệm vụ đối đất, Onyx có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh LONAS để tiến công mục tiêu cố định trên bản đồ hoặc dùng radar để bám bắt mục tiêu có độ tương phản cao so với môi trường xung quanh. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong tương lai sắp tới sẽ nhận được nhiều tình cảm yêu thương hơn nữa từ quý vị và các bạn khán giả gần xa nhé. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.